cho đến tan tình, tan tính tình, tan tan tính tình là tình tình tan. Ơi cô em bán mai vàng phải chi mà em bán viên nàng, viên nàng anh mua tan tình, tan tính tình tan. Người thương chung ý chung lòng. Em nhìn xem anh có hại người hợp mỹ tâm đồng. Chưa quen chưa biết sao gọi là hợp ý, bởi anh là khách sang giàu, còn em chỉ là cô gái bán hoa. Lời nói thật thà đã làm quyến rũ người ta, xin ai đó đừng mở lời từ chối. Kẻ đàn nam trên anh đừng có dòi, nếu hiểu được nhau rồi thì đồng nào mở lối. Người bạn